Xã Nong Luống là một trong những điểm nóng về ma túy của huyện Điện Biên. Các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn thường hành động liều lĩnh, manh động, hoạt động theo nhóm. Thậm chí đã xuất hiện đối tượng với thủ đoạn tinh vi, xây dựng hầm kiên cố để tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Trước tình hình đó, thời gian qua, lực lượng công an xã Nong Luống đã tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức tuyên truyền tại thôn bản về tác hại của ma túy, đồng thời xây dựng địa chỉ cung cấp thông tin tin cậy trong quần chúng nhân dân, tổ chức tuần tra các đường mòn lối mở trên địa bàn xã để kịp thời phát hiện, triệt phá các ổ nhóm phạm tội. Các đối tượng thường xuyên hoạt động do có nhiều các con đường mòn ở trên địa bàn thông qua các xã với nhau thì các đối tượng vận chuyển để đi tiêu thụ. Từ đó thì công an xã đã rà soát các đường mòn lối mở và đã phối hợp với lại lực lượng công an huyện trong công tác tuần tra kiểm soát và đấu tranh triệt phá các đối tượng về hoạt động về mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn. Để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an huyện Điện Biên đã tổ chức 50 buổi tuyên truyền với trên 4.300 người tham gia. Bên cạnh đó, công an các xã cũng thường xuyên rà soát bổ sung danh sách hồ sơ theo dõi quản lý đối tượng nghiện, nghi nghiện trên địa bàn, đưa các đối tượng nghiện đi cai nghiện. Đến nay, tổng số người cai nghiện trên địa bàn huyện là 1.253 người, giảm 270 người so với cùng kỳ năm trước. Tôi cũng đã đăng ký vì có công an xã và xuống bảo ban đăng ký cai tại cộng đồng. Cai tại cộng đồng thì mình có người nhà và có các anh công an xuống để hỗ trợ chăm nom. Trong cái thời gian qua thì công an huyện Điện Biên đã phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan tăng cường cái công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về cái chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các cái phương thức, thủ đoạn hoạt động của các cái loại tội phạm về ma túy với nhiều cái hình thức như tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, rồi trên trang fanpage của công an huyện, hay là các cái việc phát thanh trên các hệ thống loa đài của các thôn bản thông qua các hình thức trực quan như các khẩu hiệu, pano, áp phích, rồi tờ rơi cử tuyên truyền viên trực tiếp đến các cái cộng đồng dân cư để tuyên truyền, hay là đến các cái cơ quan, doanh nghiệp, trường học để trực tiếp tuyên truyền cho học sinh rồi cán bộ công nhân viên chức. Để ngăn chặn nguồn cung, lực lượng công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh hiệu quả đối với những đối tượng bán lẻ, điểm phức tạp về ma túy, tổ chức các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Điện Biên đã trực tiếp bắt giữ, tiếp nhận điều tra hơn 130 vụ, 140 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 88,42 gam heroin, trên 33.400 viên ma túy tổng hợp. Từ đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn các xã biên giới nói riêng và huyện Điện Biên nói chung. Đáng chú ý là trong tháng 6, tháng cao điểm về phòng chống ma túy thì tính đến nay thì lực lượng công an huyện đã trực tiếp bắt giữ là 40 vụ với 43 đối tượng và phá thành công 2 chuyên án. Phát huy những kết quả đạt được, Công an huyện Điện Biên tiếp tục phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan, đồng thời tăng cường tuyên truyền phòng chống ma túy để người dân hiểu được các tác hại, hậu quả của ma túy, từ đó có những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần đẩy lùi tội phạm ma túy trên địa bàn.